Xin chào quý bà con, hôm nay chúng tôi mời bà con cùng chúng tôi đi bàn giao máy xay sắt gạo sàn rung 3 cấp. Bây giờ chúng tôi đang sử dụng chức năng làm bắp vỡ. Bà con cùng xem. Chúng ta bỏ hạt bắp vào trong máy, sau đó là chỉnh nhẹ cái núm trắng sao cho cái bắp vỡ ra đúng theo yêu cầu của mình. Chúng ta càng siết vào thì cái hạt bắp nó ra càng nhỏ và nó sẽ đánh bóng hết cái màng vỏ bắp bên ngoài để nấu chè hay là làm thức ăn cho người. Còn chúng ta chỉnh nhẹ thì nó vỡ ra dạng nhỏ, nó sẽ không bóc cái màng bên ngoài ra, thì cái đó sẽ làm thức ăn cho vật nuôi, gia súc, gia cầm. Sau đây chúng tôi sẽ test qua cái đầu nghiền cho bà con cùng thấy. Chúng tôi sẽ nghiền thành hai loại cám thô dành cho các loại gia cầm lớn ăn. Chúng tôi sẽ chỉnh để ra cám mịn để dành cho những gia cầm loại nhỏ ăn. Mời bà con cùng xem. Nguyên liệu nghiền test máy là bắp vỡ vừa với test ở trong cái bắp bể và còn một ít bắp hạt chúng tôi sẽ đổ vào để nghiền hết luôn cho khách hàng để sử dụng làm thức ăn. Bà con cùng xem. Chuyện đây là cái dòng chúng tôi đang chỉnh là cái dạng cám thô để cho những gia súc gia cầm lớn ăn. Máy nghiền rất là hiệu quả và nhanh, sử dụng điện một pha cực kỳ tiết kiệm. Sau đây chúng tôi sẽ đổ một ít lên để nghiền qua cái chức năng là nghiền thành loại cám siêu mịn để dành cho gà vịt nhỏ ăn. Bà con cùng xem. Chút nữa chúng tôi sẽ so sánh hai dòng cám với nhau để cho bà con cùng thấy. Máy có thể điều chỉnh được cái độ mịn của cám ra tùy theo yêu cầu cho gia súc gia cầm ăn của bà con. Ngoài nghiền bắp thì máy có thể nghiền được các loại lúa gạo và các loại ngũ cốc, các loại nông sản khô. Sau đây mời bà con cùng xem so sánh hai dòng cám chúng tôi vừa nào. Đấy, như thế. Cái này nó nghiền nhỏ, nó xay được bột. Cái này có thể nghiền. Được, được, được. Ngô theo yêu cầu à? Được. Muốn to muốn nhỏ là được. Rất là mịn này. Còn cái này là nó nghiền to chút cho bà con này. Hai loại cám khác nhau hoàn toàn này. Đúng rồi. Chỉ cái máy kia nó quật mảnh to lắm, nó không được như cái này. Cái này nó là hai hòn đá. Vâng, được đấy. Thế thôi, thế máy gì đâu, nó không có gì phải bảo hành bảo dưỡng ấy cả, nó rất là đơn giản, nó chỉ quay nó xem. Phải tháo cái này ra bảo cái này, ngay đá mở đây. Cái này nhiều lúc bây giờ thay đá chứ. Đây là kia là mình mở máy nhá, tặn cái này ra, cái này ra luôn đấy. Trong nó chỉ có hai cái này thôi, hai này ép vào nhau. Cái mặt này ấy, mặt này khi nào mà mòn cái mặt bên này nhá, thì hai mặt này mòn đúng không? Cứ tháo này ra, cái này úp vào bên trong này. Đây trong bên này mặt này này nữa. Mặt này là bà bật bỏ vào trong rồi, đổi hai cái cho nhau và úp vào. Úp cái đầu mòn bên trong, đầu mòn này úp ra ngoài này. Đấy là đổi là thay cho nhau được. Trừ ban ốc hay là 4 ban ốc, cùng anh muốn gì ban ốc. Không có gì khó tháo. Một tô vít, một cà lê 14. Đổi chiều.